Nam Bộ là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều loài sản vật tự nhiên phong phú, trong đó cá lóc là một trong những loại thủy sản có số lượng nhiều. Các món ăn từ cá này hầu như được chế biến khi còn tươi sống. Khi ăn hoặc bán không hết, người dân mới sẽ phơi khô để dành ăn dần. Có lẽ từ đó, món khô cá lóc mới được thịnh hành và ngày càng được biết đến nhiều. Từ món ăn phụ trong mỗi gia đình, dần về sau này, khô cá lóc đã trở thành đặc sản của nhiều vùng đất. Có thể kể đến như khô cá lóc Tam Nông, khô Tân Mỹ ở tỉnh Đồng Tháp hay khô cá lóc Chợ Mới, An Giang. Cách làm khô bây giờ cũng khác xưa rất nhiều. Nếu như trước đây cá lóc chỉ được xẻ ra, làm sạch và ướp rồi đem phơi, thì ngày nay cách chế biến cũng công phu hơn, gia vị ướp cá cũng nhiều hơn. Có lẽ nhờ đầu tư và cải tiến nhiều nên khô cá lóc cũng đậm đà hơn. Theo những người có kinh nghiệm trong nghề, điểm nhấn của quá trình chế biến này cũng là mấu chốt tạo nên sự thành công, đó là khâu ướp vị. Cách tạo ra hương vị riêng cho khô cá lóc của từng nơi cũng là bí quyết gia truyền. Tuy có những cách tẩm ướp khác nhau, nhưng hầu hết những sản phẩm khô cá lóc đều có điểm chung, đó là được làm thủ công và phơi dưới ánh nắng mặt trời. Chuyện chế biến cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Chính vì vậy, mùa nắng cũng là lúc các làng nghề làm khô cá lóc hoạt động nhộn nhịp nhất. Để làm ra được một ký khô phải tốn đến hơn 4 ký cá tươi và phải phơi ít nhất 4 nắng mới có thành phẩm. Thưa quý khán giả và bà con, ngày xưa cứ từ tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán là nghề làm khô cá lóc trở nên nhộn nhịp. Ngày nay thì khô cá lóc được làm quanh năm do cá được nuôi nhiều. Việc làm khô cá lóc trải qua rất nhiều công đoạn, từ làm sạch, muối, rửa để con cá không còn mùi tanh, rồi đến làm lạnh, xả đông và quan trọng nhất là khâu ướp gia vị để có được mùi vị đặc trưng của con khô. Ngon hay không là ở công đoạn này. Sau khi được ướp gia vị thì con khô sẽ được đem đưa lên giàn và phơi nắng. Đây cũng là một khâu rất quan trọng. Nếu gặp nắng tốt thì chỉ cần phơi vài ngày để cho màu khô tươi đỏ là có thể dùng được. Công phu làm vậy, nhưng rất nhiều người dân ở các làng nghề khô cá lóc truyền thống vẫn luôn bám nghề và đầu tư cải tiến để giữ uy tín và thu hút khách hàng. Bởi dù giá cá tươi có lên xuống bất thường thì con khô vẫn luôn ổn định. Mặt khác, khô cá lóc đã trở nên quen thuộc và được chế biến thành nhiều món ăn ngon trong thực đơn của người dân, từ cao cấp đến bình dân. Trong rất nhiều món ăn từ khô cá lóc, phải kể đến một món rất phổ biến, bình dân và hầu như ai cũng biết và đã ăn qua ít nhất một lần. Đó là món gỏi cá lóc lá sầu đâu. Cũng như thường lệ, mỗi khi có khách là chị Võ Thị Quyên ở xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò lại chế biến món gỏi khô cá lóc sầu đâu. Bởi đây là những thứ sẵn có trong nhà, giả lại cũng dễ làm và thích hợp làm món khai vị với vài ly rượu đế. Sau khi hoàn thành phần nướng khô, tới khâu chuẩn bị các nguyên liệu trộn gỏi. Đây là khâu quan trọng và sẽ tạo ra sự khác biệt vì mỗi người có cách chế biến và sử dụng nguyên liệu khác nhau. Hầu hết các nguyên liệu như rau răm, lá sầu đâu, me đều có sẵn ở nhà. Nên trước khi chế biến, ông xã chị Quyên mới đi ra vườn hái lá sầu đâu vô sử dụng. Như vậy lá sẽ tươi ngon hơn. Đây là loại cây khá phổ biến ở nông thôn. Khô cá lóc trộn với sầu đâu thì em cứ nghĩ là chỉ có khô và sầu đâu thôi. Nhưng mà tại sao là mình cần tới dưa leo, cà chua và thêm thịt ba loại nữa chị?
dưa leo khô và sầu đau không thì nó có vị đắng, nó có ăn không ngon miệng. Thì mình thêm thịt ba gọi thì dưa leo cà chua vô cho nó ngọt cái miệng hơi ăn đỡ đắng. Để món gỏi được ngon thì mình phải chọn khô cái loại khô cá lóc như thế nào hả chị? Khô cá lóc thì nó phải không được bụng quá mà nó phải là cứng con khô, vì mình nướng thì nó ướp nó gia vị nó không có bị gã cái con khô nó ra thì nó ngon hơn. Cái con khô mà nó bị bụng là về ướp cho nó gia vị vô nước chấm me rồi vô thì nó bị gã con khô là nó không được ngon. Mời cô Hải Yến dùng thử. Dạ. Mà thấy nó có mùi gì như thế nào? Mặc dù nó thấm cái vị đắng của lá xào đâu nhưng mà khi nuốt vào thì cũng cảm nhận được là vẫn còn cái vị mặn thơm đặc trưng của khô cá lóc, và thêm vào đó là hơi một chút hơi chua của cái nước chấm mình đã trộn lúc nãy. Cùng với canh chua cá kho tiêu, khô cá lóc trở thành một món ăn đặc trưng rất riêng của người dân Nam Bộ và từ lâu đã trở nên quen thuộc với cuộc sống của người dân, được dùng để chế biến các loại món ăn và có hương vị rất đặc trưng mà khi thưởng thức mới có thể cảm nhận được. Ông ơi, không mời ông dùng thử. Ông thấy là cái món ăn này nó có vai trò như thế nào đối với những người dân ở nông thôn như mình ở đây anh? Cái món ăn này thì đặc biệt cái vai trò nó quan trọng. Ví dụ như đám tiệc rồi này kia là cái món này là quý nhất đó. Như vậy là cái món này cũng rất là thích hợp khi mà nhắm với rượu phải không ông? Thì màu này là thích hợp mà uống rượu đế là ngon dần. Ngoài làm các loại gỏi, khô cá lóc còn được biết đến với món ăn rất ngon có nguồn gốc từ người Khmer, đó là món sim lo. Tùy theo nguyên liệu và sở thích của người dùng mà nồi canh sim lo có một tên gọi khác nhau. Ví dụ, nấu với bầu gọi là canh sim lo bầu, nấu với măng là canh sim lo măng hay sim lo bắp chuối. Nhưng ngon và đặc sắc nhất phải kể đến nồi canh sim lo thập cẩm, được nấu từ nhiều loại rau củ, tạo nên mùi vị lạ và hấp dẫn với các loại rau vườn cùng với một ít khô cá lóc, thịt heo, có tác dụng làm ngọt nước và một số gia vị thông dụng như sả, ớt để tạo vị đậm đà, thơm ngọt đặc biệt. Thế mới có câu ca: xa em nhớ vị xiêm lo, xa em nhớ khứa cá kho quê nghèo. Câu ca xưa vừa thấm đượm tình quê, vừa mang theo hương vị của món canh sim lo, bình dị và ngọt ngào, khiến người xa quê luôn nhớ tới.